đánh đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn. Ngày 28 tháng 4, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại, 50 tuổi, trú xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2023, tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Nam Mới, xã Cường Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, giữa Nguyễn Văn Đại và anh Nguyễn Văn Thành, 41 tuổi, trú tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, xảy ra mâu thuẫn. Đại đã dùng thanh kim loại đánh vào vùng mang tai bên trái và vùng lưng của anh Thành khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Sau khi đánh anh Thành, Nguyễn Văn Đại rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Anh Thành sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong vào ngày 21 tháng 4 năm 2023. Được biết, Nguyễn Văn Đại và nạn nhân Thành đều là công nhân đang làm thuê xây dựng tại địa bàn huyện Nghi Xuân. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 24 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại về tội giết người. Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.